quay nhá. Được. Xin chào các bác, là hôm nay thì em giao một chiếc xe Hyundai ở đây 10/2016 cho bạn ở thành phố Hải Dương luôn. Các bác anh em bán xe tặng các coi nhá. Đây một là các coi, cái này là em bơm oxy để cho về nó tốt nhá. Các bác nào mà có nhu cầu mua xe hoặc là yêu cầu yêu thích các coi đến với em, bất kể bác nào mua cũng đều được tặng các coi. Các bác ủng hộ em nhá. Rồi, rồi thay mặt thì tôi chỉ cảm ơn nhà xe, thứ nhất là bán xe rất quan tâm và hàng thật đời thật. Ok. Rồi cảm ơn anh em thì nếu mà mua xe đến ủng hộ bác cho mình mua đây. Tôi xin cảm ơn các bác. Rồi, đấy, đi lại, về nhá. Đấy, xong. Đây là các coi em phải cho vào vào trong cái bao, trong bơm oxy vào các bác ạ, thì nó mới sống được. Rồi, ok nhá. Rồi, bắt tay lần nữa vậy. Một tí nữa chưa giờ đẹp. Rồi, rồi, hơn 9 giờ mới ra rồi.